Chào tất cả các bác nha. Em Cường chiều nay cứ ngồi đây thôi và không biết là định làm cái chủ đề gì cho các bác được. Đấy, thì em mới làm một mẩu video hơi ngắn như này một chút để xin các bác một vài cái bình luận ở bên dưới cái video này là theo các bác thì em Cường làm một cái video như thế nào thì được ạ? Và chủ đề các bác muốn em Cường làm về vấn đề gì liên quan đến xe hơi. Đấy, thì các bác cho em xin một comment, cho em xin một tin nhắn hoặc là bất cứ một cái gì đó mà mong muốn. Các bác như nào nhỉ? Các bác mong muốn em Cường làm cái video như thế nào, nội dung như nào, chương trình như thế nào, hay là nói chung là các bác muốn chủ đề gì về cái video nào này thì các bác cho em xin một comment để em triển khai với các bác nhé. Chứ quay đi quẩn lại này, nhiều bác nói là làm đi làm lại nhảm quá rồi, mà xin chia sẻ thật với các bác là em cũng thấy nó nhảm, thế cho nên là cũng không biết làm thế nào được. Quanh đi quẩn lại thì vài cái ô tô, mà nếu mà em chỉ quay những cái ô tô thôi thì nó lại giống hệt những người khác, không biết làm nào được. Đấy, mà chia sẻ thì gần như là tất cả những cái gì về chia sẻ ô tô thì em đã chia sẻ hết rồi. Đấy, hay là chỉ là một tuần em mới ra một clip, hay là 3 năm hôm em ra một clip câu bác. Thì may còn có chủ đề một chút, chứ ngày nào cũng ra thì em bí lắm, không biết cái chủ đề gì. Bác cho em xin một cái chủ đề nhá. Ok,